giới thiệu cho các bạn về một cái dòng máy khoan 13 ly của Bosch. Máy khoan có mã model là GBM13RE, có công suất là 600W. Thì đây các bạn đã thấy thì nó phần vỏ hộp của nó thì nó sẽ có in cái máy khoan lên cho các bạn thấy, và những đầu khoan thông số kỹ thuật trên đây luôn. Bên hông thì nó sẽ có tem mở vạch để cho chúng ta biết là hàng nhái hàng giả, chúng ta có thể quét mở vạch trên này. Và bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong nó sẽ có gì. Thì đầu tiên chúng ta thấy thì nó sẽ có một phiếu bảo hành chính hãng của Bosch, và tiếp theo đó là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, và cuối cùng đó thì là máy khoan 13 ly. Đây thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái khóa, cái đồ dặn khóa 13 ly thì chúng ta, và máy này công tắc của nó thì nó sẽ có công tắc đảo chiều, chiều ra và chiều vào. Trên thân máy thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có in tem Bosch in dịch nổi lên, và tem tem chống hàng nhái hàng giả đây. Các bạn cào cái này ra, các bạn sạch lên mặt là các bạn sẽ thấy được hàng này hàng chính hãng hay không. Nếu mà các bạn mua hàng không thấy cái này có lẽ nó là hàng giả. Và bên sau thì nó sẽ có tem thông số kỹ thuật và số seri. Thì máy này được xài dòng điện 220V, công suất của nó là 600W, tốc độ ngàn vòng của nó là 2600 vòng trên phút. Thì máy này được xuất xứ tại Malaysia. Đầu này thì các bạn, nếu mà các bạn muốn khoan đầu khoan 10, các bạn có thể tháo ra và các bạn gắn cái đầu khoan 10 đó. Thì bây giờ mình sẽ test thử máy cho các bạn xem máy Bosch nó sẽ chạy như thế nào. Các bạn sử dụng, các bạn muốn đảo chiều á, các bạn hãy đợi cái đầu khoan nó hãy dừng lại cố định, rồi các bạn hãy bấm để cho nó không bị gãy cái cần gạt ở trong máy nha. Đó là cách mà mình bảo quản máy khoan của mình. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn về một dòng máy khoan 13 ly của Bosch. Máy khoan có mã model là GBM13RE. Nếu các bạn thấy video của mình hay, các bạn hãy cho mình một like và một subscribe để cho mình có những video, có động lực làm những video tiếp theo. Xin chào.